Bị đón giao thừa nha bà con, cũng ngũ quả thêm khổ qua nha bà con. Mỗi nhà có bao nhiêu người là bao nhiêu trái khổ qua nha. Cúng xong rồi đem xuống sông, mỗi người một trái đem xuống sông quăng cho năm mới cái khổ nó qua nha bà con. Quăng xong mới ra ngoài đồng gì đó quăng nha. Dĩa ngũ quả. Mai cả đời nha bà con. Hoa sống đời và nhánh mai là cả đời gặp mai nha bà con. Còn trong kia là nguyên chậu, ô nguyên bình hoa.
mai đỉnh cao. Là quanh năm gặt hái được toàn diệp mai, mà đỉnh cao là tột đỉnh, là cả năm gặp mai tột đỉnh không nha. Phải Lâm cũng chúc tất cả bà con, cô bác, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Happy New Year. Hẹn bà con ở clip tiếp theo của Lâm nha. Xin cảm ơn bà con đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng kênh Dương Nguyễn Vlog nha. Cảm ơn bà con rất nhiều nha. Hẹn bà con ở clip tiếp theo của Dương Nguyễn Vlog nha.